ở tại ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh để em đưa một cái tờ đơn đến với ủy ban để cầu cứu trong gia đình của em. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 2021, em tên Quỳnh Thị Hồng Phúc, em kêu cứu về cái vấn đề nhà máy nhiệt điện. Trên tay em đây là cái biên bản làm việc nhà máy điện gió, chứ nhà máy điện gió, em xin lỗi, nhà máy điện gió đó là trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Đây là cái quyết định mời em lên làm việc. Trong quá trình làm việc thì ở dưới nó vẫn tiếp tục cho thi công ở dưới cái ao của em. Thì như vậy thử hỏi ơi, nhà nước chính quyền tạm ngưng, có tạm ngưng cho em hay là chưa, hay là để đưa quân vô càn quét gia đình của em? Đây là ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh, em đang đứng trước ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh, em tên Quỳnh Thị Hồng Phúc, ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh nha mọi người. Công trình điện gió đi qua đất em không bồi hoàn, không bồi thường, không bất kỳ gì hết. Lời kêu cứu của em là hai ngày nay lá đơn của em vẫn bị giam lại trong xã, không ai giải quyết cho em. Ngày hôm nay em tiếp tục gửi đơn đến ủy ban nhân dân xã, và ủy ban nhân dân xã có mời em từ hồi sáng tới giờ, mọi người khi mà xem livestream cũng thấy rồi, đang đàn áp gia đình em. Khi trong quá trình này mời em lên để làm việc, nhận được một cái miếng giấy này là yêu cầu của em, nhưng mà trong quá trình em làm việc cái này thì ở bên dưới đã có đơn vị thi công nó đã tràn vô tiếp tục để nó làm. Mà khi mời em lên thì chị Khuê nói là chị Khuê không có cái trách nhiệm gì trong cái mảnh đất của em, và những công nhân đó vẫn là công nhân, chứ không tuyệt đối là không có, có là à, chị Khuê không có, không phải công nhân của chị Khuê đó. Như vậy ai là người chịu trách nhiệm trước cái công trình này mà mời em lên ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh để mà thương lượng? Khi thương lượng nhận được miếng giấy này, chị Khuê nói chị Khuê không có trách nhiệm, mà bên cái thi công trách nhiệm đó là cái đơn vị kéo dây của công ty thương nghiệp một thành viên nó xây lắp hai, em đọc lại nha, công ty thương nghiệp một thành viên kéo dây xây lắp hai, xây lắp điện hai. Trời ơi em, công ty Khánh Hưng, của công ty Khánh Hưng. Đây là ông Lê Văn Tám và Võ Thành Thắng là phó giám đốc. Chị Khuê nói là những người đó mới là có trách nhiệm. Chị Khuê mời em lên đây là hoàn toàn không có một cái gì mà, không có một miếng giấy gì chứng minh hay làm việc với bên em hết. Để khi kêu em lên đây để cho ở bên dưới nó tự nhiên ngang nhiên để nó thi công khi không có chủ nhà. Và em xin mọi người chia sẻ giúp giùm em cái like này, cái đoạn video này. Em đang đứng trước ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh nha mọi người. Em tên Quỳnh Thị Hồng Phúc, em đang đứng trước ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Và em xin chân thành cảm ơn mọi người.